Người di cư chờ thị thực quá cảnh ở Mexico nói về thảm họa 51 người thiệt mạng. Những người di cư chờ thị thực quá cảnh ở Tapachula, Mexico hôm thứ Ba 28 tháng 6 đã phản ánh về cái chết của 51 người di cư được tìm thấy trong một chiếc xe đầu kéo ở bang Texas, Hoa Kỳ. Đoàn di cư chờ thị thực gồm các công dân Venezuela, Cuba và một số nước Trung Mỹ khẳng định họ không muốn ở lại Mexico và họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình di cư của mình với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình và con cái của họ. Nhà hoạt động quyền di cư kiêm giám đốc tại trung tâm nhân phẩm Luis Garcia Villagran cho biết những chiếc xe tải chở đầy người di cư vô hình tiếp tục đi qua Tapachula, nhưng hiếm có trường hợp những chiếc xe tải chở quá đông người di cư như vậy. Tổng thống Mexico là López Obrador đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden để giải quyết các vấn đề di cư vào ngày 12 tháng 7. 51 người di cư đã bỏ mạng trong một chiếc xe đầu kéo tại San Antonio, Texas, nơi nhiệt độ lên tới mức 39,5 độ C. Đây là một trong những vụ buôn lậu chết người gần nhất gần biên giới Hoa Kỳ và Mexico.